Chỉ là một người phụ nữ mà lại mong muốn cô ấy trở nên phi thường như thế sao? Nhà nước thì khuyến khích nên sinh con thứ ba, bệnh viện thì khuyên nên sinh thường, nuôi con bằng sữa mẹ trong 2 năm đầu. Chuyên gia thì khuyên trẻ em không nên để người già trông. Trẻ con thì khao khát ở bên mẹ mọi lúc mọi nơi. Còn chồng thì rất mong muốn em vừa xinh đẹp lại vừa biết kiếm tiền. Ba mẹ chồng thì mong muốn con dâu trở thành một người phụ nữ toàn diện, lại biết chăm chồng chăm con thật tốt. Và xã hội thì khuyên rằng phụ nữ phải độc lập tài chính. Còn bạn, bạn thì nghĩ sao? Thoa thì nghĩ rằng để làm được những điều phi thường ở trên, trước tiên chị em chúng mình phải biết yêu lấy chính bản thân mình đã. Dành cho mình những phút nghỉ ngơi, thư giãn, chăm chút bản thân thật tốt. Thêm một mùi hương thơm tinh tế để nạp lại năng lượng. Như vậy chị em mình mới có được động lực mạnh mẽ để làm nên những điều vô cùng phi thường, phải không nào?